tận thế bộc phát, vương thanh lây nhiễm zombie virus, cả ngày tìm kiếm người sống, chỉ vì thỏa mãn khát vọng khát máu. Một đạo kinh lôi đánh trúng hắn, đem hắn truyền tống đến một cái huyền huyễn thế giới, vương thanh cũng nhớ lại hắn là ai. Chỉ cần bị ta lây nhiễm, ta có thể khống chế người bị lây nhiễm. Chỉ cần bị ta thôn phệ, ta có thể đạt được tu vi. Vương Thanh bắt đầu một đường thôn phệ. Chương 1 Nói như vậy, ta trở thành một cái zombie bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nơi gửi não Thiên Khải Tông Ngọc Sở Phong, trung phẩm Kim Linh căn đã tu hành 82 năm. Nửa năm trước, Ngọc Sở Phong tiến vào luyện khí tầng 6. Mà ở Thiên Khải Tông, tiến vào luyện khí tầng 6, thì không cần lại cùng mặt khác bảy tên đệ tử tạp cư cùng một chỗ, mà sẽ có được chính mình độc lập gian phòng. Không chỉ có như thế, Thiên Khải Tông còn có thể phát ra túi càng khôn, bên trong thả một bình khử độc thủy, một quyển thanh tâm quyết một thanh hạ phẩm linh kiếm gian phòng mới của hắn là một tòa đồng phủ ở giữa sườn núi tiên lộ phong tòa đồng phủ này trực tiếp đem ngọn núi móc ra một cái phòng hình dạng chủ nhân của nó trải qua mấy vị sau lại đến phiên ngọc sở phong bên cạnh đồng phủ là một vách đá gần như vuông gốc với mặt đất ngọc sở phong đang ngồi xếp bằng tu luyện trong đồng phủ trên bầu trời đột nhiên một đạo sấm sét thanh thế to lớn ngọc sở phong bị kinh lôi quấy nhiễu tu luyện bị cắt đứt nổi trận lôi đình hắn đi ra động phủ chỉ thấy trời quang vạn dặm căn bản không có mưa dấu hiệu trong lòng nghi hoặc cách cửa không xa trên một tảng đá có thể chứa năm sáu người đứng thẳng ngửa mặt lên trời nằm một người ngọc sở phong đi lên phía trước chỉ thấy trên người người này không có một khối thịt tốt làn da trắng bệch thân thể thối rửa che đậy quần áo trên người nhìn không ra là kiểu dáng nơi nào nhưng đã rách rưới không chịu nổi, vả lại vết máu loang lổ. Còn chưa tới gần, một cổ mùi hôi thối khó ngửi đã xông vào mũi. Nhìn bộ dáng lặng lẽ không một tiếng động kia, tựa hồ là đã chết. Ngọc sở phong tức giận lên đầu, mắng to một tiếng. Là cái nào chết tiệt ác tác kịch, đem thi thể đặt ở ta động phủ phía trước. Vừa dứt lời, thi thể kia đột nhiên nhảy dựng lên. Đúng là một thi quái. Ngọc sở phong quá sợ hãi, tay trái vương ra ngăn cản bị thi quái một ngụm cắn vào tay trái hổ khẩu lập tức ngọc sở phong đau đến hét to một tiếng hắn hội tụ linh lực dùng sức chấn động thi quái bị chấn trên mặt đất hàm răng rơi xuống mấy cái vẫn hướng ngọc sở phong vọt tới ngọc sở phong giơ tay phải lên đối với thi quái chính là cách không một chưởng phốc thi quái thân thể bộ phận lồng ngực bị đánh nổ tung thi quái thân thể cơ hồ gãy lìa chỉ còn lại có phần lưng có một khối thịt dính liền lấy thân thể mới không có gãy ra dù vậy thi quái trong miệng phát ra điên cuồng tiếng gầm rú vẫn hướng ngọc sở phong bò tới lúc này đây kéo lê nửa bên thân thể thi quái hành động không phải nhanh như vậy ngọc sở phong giơ tay lên lại là một chưởng lúc này đây trực tiếp nhắm ngay thi quái đầu thi quái kia lại né tránh mà khối thịt dính liền lưng kia hoàn toàn bị đánh nát lực trùng kích khiến cho nửa người trên thi quái theo vách đá rơi xuống. Ngọc sở phong nhìn xuống, thi quái treo trên cành cây mọc ngang, vẫn dương nanh múa vuốt. Ngọc sở phong lúc này mới xem xét thương thế trên tay mình, dấu răng gần như xé thịt của hắn xuống. Ngươi chờ đó cho ta. Ngọc sở phong tay phải bắt lấy dây leo, xuống phía dưới dò xét, tay trái thì là chịu đựng đau đớn cầm lấy từ trong túi càng không gọi ra linh kiếm. Ngay tại ngọc sở phong cách thi quái không có bao xa thời điểm, trên bầu trời một con cự ưng xuất hiện trực tiếp vọt xuống tử khai ngọc sở phong hướng về phía cự ưng vung hai kiếm nhưng cự ưng tốc độ rất nhanh hắn cũng không có tu luyện ra kiếm khí thi quái liền bị cự ưng bắt đi ngọc sở phong thấy cự ưng bay cao đã bay ra rất xa đành phải thôi bò lên con cự ưng này cách thật xa liền quan sát đến trên đỉnh núi ngọc sở phong cùng thi quái động tỉnh nó rất có trí tuệ xoay quanh hai cái liền định bay đi nhưng nhìn thấy thi quái kia bị đánh rơi nó cảm thấy là một cơ hội liền bắt được thi quái bay lên không con của nó vẫn còn trong tổ gào khóc đòi ăn cự ưng cầm lấy lồng ngực thi quái mà tay thi quái thì bắt được móng vuốt của nó cổ không ngừng vương lên phát ra tiếng gầm nhẹ muốn cắn nó hành động này khiến đại bàng gần như mất thăng bằng nhưng nó không chút hoang mang hướng phía dưới một cái lao nhanh đột nhiên dừng lại móng vuốt cũng buông ra. Thi quái liền theo quán tính bị quăng xuống. Lực đạo rơi xuống này, có thể đem một đầu mạnh thú ném vỡ. Phương pháp như vậy, nó đã dùng qua nhiều lần, có hiệu quả. Nhìn thân ảnh rơi xuống đất, trong ánh mắt cự ưng hiện lên một tia sắc bén. Thi quái thân thể đụng vào một khối bén nhọn trên tảng đá, còn sót lại nửa bên thân thể lồng ngực, từ lồng ngực chính trung tâm đâm thủng. Mặc dù thân thể đã bị xuyên thủng, thi quái này vẫn điên cuồng múa đùa hai tay của hắn, nhìn chầm chầm nó, gào thét. Cử ưng có chút kinh ngạc. Nhưng nó vẫn có biện pháp, bổ nhào xuống, một cái móng vuốt khổng lồ của nó, hung hăng cắm vào cổ họng thi quái. Nhưng hành động như vậy cũng không mang đến hậu quả như dự đoán, hai tay thi quái bắt được nó. Dù là thi quái trong miệng, chỉ còn lại mấy cái răng nanh, nhưng đâm vào trong ngực, cự ưng vẫn như cũ cảm giác được đau nhức kịch liệt cự ưng bắt đầu giãy giụa cái miệng sắc bén của nó hướng đầu thi quái mổ tới nhưng mà thi quái đối với đây hết thảy đều không có cảm ứng hút đến máu tươi sâu càng thêm điên cuồng tảng đá bén nhọn đem hắn cố định lại khiến cho lực lượng của hắn có chỗ dựa cự ưng lâm vào trong sợ hãi cực lớn trước ngực nó một nhúm lông đã bị thi quái gặm mất sau đó thi quái bắt lấy cổ nó cắn lấy cổ họng nó cự ưng làm sao cũng không nghĩ ra tại sao hai phương pháp nó thường dùng nhất, tại sao trên người người này lại mất đi hiệu quả. Một ngọn lửa linh hồn tắt đi, một ngọn lửa linh hồn khác sáng lên. Vương Thanh phát hiện, chính mình thân ở một đống loạn thạch bên trong, thân thể, bị một khối bén nhọn tảng đá cắm vào. Cơ thể chỉ có nửa trên. Trên tay, cự ưng, cổ bị vặn gãy, mà chính mình, thì cắn, chính mảnh liệt hướng bên ngoài hút máu của nó. Cảm giác hàm răng đặt trên lưỡi đã biến mất trong miệng chỉ còn lại tám cái răng linh linh lạc lạc. Hắn hoảng sợ vạn phần, hung hăng ném thi thể cự ưng sang một bên. Ta đây là ở đâu a? À? Vương Thanh chỉ nhớ rõ, địa cầu bị zombie virus xâm nhập, hắn tích trữ đại lượng đồ ăn, trốn ở trong phòng. Sau đó, đồ ăn ăn xong, anh quyết định mạo hiểm đến siêu thị dưới lầu lấy một ít đồ ăn, không nghĩ tới mới ra cửa đã bị dì hàng xóm bên cạnh cắn. Nhìn thi thể cự ưng trên mặt đất, Vương Thanh đột nhiên dần lên xung động khát máu, hơn nữa khát vọng đối với máu thịt càng ngày càng mãnh liệt. Tảng đá giam cầm hành động của hắn, hắn dãy dụa hai cái không có giải thoát, dứt khoát dùng sức đem một khối thịt ngăn trở tảng đá dưới lòng ngực tách ra, hắn liền từ trên tảng đá giải thoát. Sau đó, hắn bò sát trên mặt đất, bắt lấy thi thể cự ưng, cắn cổ, hung hăng hút. A, à, sảng khoái A. À. Vương Thanh hút một hồi, cảm thấy phi thường đáng nghiêng cách đó không xa có một cái đầm nước nhỏ vương thanh chậm rãi bò qua đi tới bên đầm nước vương thanh vương đầu của hắn ra trên đầu đã là không có mấy cọng lông rồi bên trái nửa bên mặt có một phần thịt đã không có lại càng không cần phải nói da mặt so với bỗng còn khủng bố hơn hiện giờ chỉ còn nửa người đang đi lại một gương mặt xấu xí tới cực điểm quasimo người đánh chung xấu xí của nhà thờ đức bà paris có thể ứng ngực trước mặt anh ta. Vương Thanh thân thể tê liệt, điên cuồng cười rộ lên. Nói như vậy, ta thành một con tang thi. Chương 2. tay cục cầu sinh. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Bị Vương Thanh cắn một miếng Ngọc Sở Phong trở lại động phủ, lập tức lấy nước khử độc từ túi càng khôn ra bôi lên vết thương. Ngọc Sở Phong lo lắng thi quái này có thể mang theo thi độc, mà nước khử độc có thể uống ngoại phục, đối với độc thường thấy thậm chí thi đọc bình thường cũng có hiệu quả ngọc sở phong lo lắng sau khi bôi lên lại uống hai ngụm ngồi xếp bằng rất nhanh ngọc sở phong phát hiện tay trái thối rửa lại lan tràn đến cổ tay chỗ ngọc sở phong quá sợ hãi vội vàng từ trong đồng phủ chạy ra hướng đỉnh núi chạy tới trên đỉnh núi tiên lộ lý tử kỳ đang nhắm mắt tu hành đột nhiên nghe được đồng tử ở cửa thông báo sư tôn ngọc sở phong sư huynh có việc muốn thương lượng Lý Tử Kỳ dáng dấp trung niên, hai mắt mở ra, hiện lên một tia kim quang, thản nhiên nói. Gọi hắn vào. Sau đó, Lý Tử Kỳ lưng mà đứng, Ngọc Sở Phong bước vào nghênh khách đường ngưỡng cửa, nạp đầu liền bái. Sư Tôn cứu ta. Lý Tử Kỳ nhìn Ngọc Sở Phong vẻ mặt kinh hoảng, đầu đầy mồ hôi, đẩy lòng dân lên một cổ tức giận rất nhỏ nói. Chuyện gì cúng quyết như thế? Các đức vi sư tu hành ngọc sở phong nâng tay trái lên chỉ thấy tay trái thối rửa đến cổ tay kinh mạch hướng lên trên giống như dây leo xuất hiện tơ máu dày nặng đệ tử hôm nay trước động phủ có một thi thể phủ phục tiến lên điều tra không nghĩ tới dĩ nhiên là một con thi quái đem đệ tử cắn bị thương nhìn thấy bộ dáng ngọc sở phong như vậy lý tử kỳ nhíu nhíu mày đứng lên đưa tay cho ta ngọc sở phong thuận theo đứng dậy đem bàn tay đỏ sậm đưa đến trước mặt Lý Tử Kỳ. Lý Tử Kỳ nắm lấy bàn tay, một tia thần niệm liền thò vào bàn tay. Ngọc Sở Phong được Lý Tử Kỳ tương trợ, trong lòng liền không có kinh hoảng như vậy. Nhưng hắn thấy lông mày Lý Tử Kỳ càng nhíu càng sâu, lập tức tâm tình lại trở nên khẩn trương. Đi qua trong chốc lát, thối rửa đã nhanh xâm nhập khuỷu tay, vẻ hoảng sợ của Ngọc Sở Phong càng thêm nồng đậm. Lý Tử Kỳ rốt cục thở dài một hơi. Độc này thật lợi hại, ta cũng không có cách nào. Lý Tử Kỳ thần niệm thăm dò vào, chỉ cảm thấy độc tố quỷ dị, từng chút từng chút ăn mòn ngọc sở phong tay, thử nhiều loại biện pháp cũng không có cách nào đem bức ra. Ngọc Sở Phong đồng tử phóng đại, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ. Sư tôn chỉ kém một bước là có thể ký kết kim đan, liền hắn đều không có cách nào sao? Lý Tử Kỳ tâm niệm vừa động, phi kiếm tế xuất, trong nháy mắt biến lớn việc này không nên chậm trễ, đứng lên, ta dẫn ngươi đi bách thảo viên. Ngọc sở phong vội vàng đứng lên. Lý tử kỳ giống như gió, xuyên qua mấy ngọn núi. Chỉ chốc lát sau, một khu vườn khổng lồ đập vào mắt. Bách thảo viên, bên trong trồng vô số linh dược linh thảo. Bên cạnh vườn, một tòa lầu gỗ đứng sừng sững. Lý tử kỳ thu phi kiếm, tiến vào một lâu. Mấy hàng ngăn tủ thật lớn, dựa vào bên tường một lão giả, trong tay cầm mấy gốc dược thảo, đang cẩn thận quan sát. Lão giả này tên là Ngũ Hàm Ninh, Tu Vi Kim đang tầng 3, là nhân vật cấp bậc lão tổ của Lý Tử Kỳ, người ta gọi là Hàm Ninh Lão Tổ. Lão Tổ, phiền toái giúp ta nhìn xem đệ tử này là chuyện gì xảy ra. Lý Tử Kỳ mở miệng, ngữ khí tôn kính nói. Ngọc Sở Phong cung kính nói. Bái kiến lão tổ. Ngũ Hàm Ninh ngẩng đầu, liền thấy được tình huống Ngọc Sở Phong lan tràn đến khuỷu tay. Đồng thời, hắn quan sát thấy, Ngọc Sở Phong miệng hổ chỗ, có một đạo thật sâu răng ấn. Đây là trúng thi độc. Còn chưa nói ra tình hình cụ thể, Ngũ Hàm Ninh liền đoán ra đại khái, điều này làm cho lòng tin của Ngọc Sở Phong tăng nhiều. Tử kỳ, loại độc này chẳng lẽ ngươi không giải được? Còn muốn đặc biệt chạy đến bên này? Ngũ Hàm Ninh cười nói. Lý Tử Kỳ cười nói. Lão tổ nói đùa, đệ tử cũng không am hiểu giải độc, thử một lát, liền buông tha. Ăn thi thanh đan này, ở đây đã tọa một lát, vận chuyển thanh tâm quyết để xem hậu quả. Sở phong, ngươi ở chỗ này nghe theo lão tổ phân phó, vi sư đi trước, đến lúc đó ngươi tự về chỗ ở. Lý tử kỳ thấy bộ dáng ngũ hàm ninh đã tính trước, liền tính toán trở về, hắn ở chỗ này cũng không giúp được gì. Cung tiễn sư tôn Ngọc Sở Phong đưa mắt nhìn Lý Tử Kỳ ngự kiếm rời đi. Hắn nuốt thi thanh đang ngủ hàm ninh cho, liền ngồi xếp bằng, vận chuyển thanh tâm quyết, ý thức rất nhanh lâm vào yên tĩnh. Mà ngủ hàm ninh, cũng tiếp tục lấy ra mấy gốc dược thảo quan sát. Trong lúc đó lại có vài tông nhân đến xin giúp đỡ, ngũ hàm ninh lại phân biệt xử lý. Những động tĩnh này Ngọc Sở Phong đều không có cảm giác được, hắn tiến vào trạng thái phi thường yên tĩnh, thẳng đến có người lôi kéo cánh tay của hắn, hắn mới mở mắt chỉ thấy sắc mặt ngũ hàm ninh ngưng trọng mà ống tay áo của hắn đã bị tuốt tới bả vai ngọc sở phong hướng tay trái nhìn lại thi độc đã vượt qua khuỷu tay chỉ thiếu chút nữa liền đi tới bả vai a à, lão tổ tại sao có thể như vậy ngọc sở phong nhìn không được kêu ra tiếng yên lặng ta đang nhìn tay ngũ hàm ninh cầm lấy cánh tay ngọc sở phong thần thức dò xét ngũ hàm ninh cho rằng là rất bình thường thi độc không nghĩ tới này thi độc cũng không đơn giản hắn cũng chưa từng thấy qua thi độc của ngươi trúng bao lâu rồi đến bây giờ chưa tới nửa canh giờ cánh tay này của ngươi không thể lấy chém đi ngũ hàm ninh cũng không phải là không có thủ đoạn tử thanh đan đối với thi độc càng có kỳ hiệu cho dù là thi quái hiếm thấy độc cũng có thể giải nhưng mà cho tên đệ tử này tử thanh đan thập phần trân quý lý tử kỳ trước khi đi hắn đã hỏi rõ ràng tên đệ tử này, bất quá là trung phẩm linh căn, hơn nữa dùng 80 năm mới tiến vào luyện khí tầng 6, tư chất tuy nói không phải đặc biệt kém, cũng không tính là tốt. Nếu là cực phẩm linh căn, ngược lại còn đáng giá một cứu. Tu hành mấy trăm năm, ngũ hàm ninh gặp qua quá nhiều sinh tử tử, lập tức hạ quyết tâm, đã không muốn quản ngọc sở phong. Gãy tay cầu sinh, đối với ngọc sở phong mà nói, là kết cục tốt nhất. Nghe được ngũ hàm ninh nói như thế, ngọc sở phong một trận tuyệt vọng hắn không muốn trở thành người không trọn vẹn đành phải khổ sở khẩn cầu nhanh chóng quyết định nếu tiếp tục kéo dài độc nhập tâm tỳ thần tiên khó cứu vẻ mặt ngũ hàm ninh nghiêm túc cuối cùng ngọc sở phong hạ quyết tâm đã như vậy đành phải bỏ qua một cánh tay này hắn lúc này đối với thi quái kia đã hận tới cực điểm quyết định rồi ngọc sở phong gật đầu được ta tới giúp ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Sở Phong chỉ cảm thấy một trận cương phong hô qua, cánh tay đã chém xuống, một cổ đau nhức truyền đến, hắn phát ra tiếng hò hét. Ngay trong nháy mắt, ngũ hàm ninh lại ở chỗ cánh tay gãy của Ngọc Sở Phong truyền lại linh lực, Ngọc Sở Phong lại không cảm thấy đau. Kim sáng linh thủy này, mỗi ngày bôi hai lần, chỉ cần ba ngày, vết thương có thể kết vẫy khép lại. Ngũ hàm ninh ném cho Ngọc Sở Phong ba bình thuốc nhỏ đa tạ lão tổ ngọc sở phong muốn ông quyền hành lễ nhưng đột nhiên giật mình mình đã làm không được phát ra một nụ cười bi thương đừng nản lòng chờ ngươi tu tới nguyên anh kỳ gãy chân sống lại không thành vấn đề nguyên anh kỳ ngọc sở phong cười khổ một tiếng thiên khải tông chủ chính là nguyên anh kỳ lão nhân gia hắn tu hành hơn tám trăm năm mới thành nguyên anh ngọc sở phong không nói gì nữa chỉ nhặt cánh tay lên chuẩn bị rời đi Chờ một chút, cánh tay của ngươi lưu lại đi. Lão tổ cần nó để làm gì? Lấy ra nghiên cứu một phen, vạn nhất lần sau gặp được cũng không biết gì cả. Lão tổ muốn thì cầm đi. Hơn nữa trước cửa động phủ của ta còn có nửa đoạn thi quái. "Ồ, vậy vừa vặn." Ngũ Hàm Ninh bắt lấy Ngọc Sở Phong, liền bay lên trời, rất nhanh bay đến cửa đồng phủ Ngọc Sở Phong. Ngũ Hàm Ninh cũng không nói thêm gì nữa đem thi quái nửa bên bắt lấy bay đi. Chỉ để lại Ngọc Sở Phong, đứng ở cửa động phủ, yên lặng thở dài. Chương 3 Bị ta cắn qua ta đây đều có thể khống chế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vương Thanh biến thành tan thi, mất hết can đảm. Thay vì như vậy, còn không bằng chân chính chết đi. Trong đầu chỉ có ý nghĩ về cái chết. Vương Thanh biết nhược điểm của tan thi, chỉ cần phá hủy đầu là có thể chính thức chết đi vương thanh tầm tìm được một tảng đá bén nhọn mài đi mài lại trong chốc lát cuối cùng làm thành một cái dùi nhọn vương thanh tìm một tảng đá cao một chút lập tức chôn thẳng tảng đá bén nhọn ở gần đó thật vất vả làm tốt hết thảy hai tay hắn chậm rãi bò lên tảng đá cao kia chỉ cần hắn ngã xuống tảng đá bén nhọn sẽ cắm vào não của hắn vương thanh nhắm vào tảng đá kia đột nhiên hắn lại ngắm tới thi thể cự ưng trước khi chết ăn no rồi nói sau. Vương Thanh từ trên tảng đá lăn xuống, bò đến bên cạnh thi thể cử ưng, điên cuồng hút một trận. Ăn uống no nê, hắn lại leo lên tảng đá. Lần này ta muốn tới thật. Vương Thanh triều dùng dùi nhọn ngã xuống. Nhưng Vương Thanh cuối cùng vẫn tính toán sai lầm, mũi nhọn này không thể giết chết hắn, ngược lại đâm mù một con mắt của hắn. Vương Thanh không cảm giác được đau đớn, sau khi rút ra khỏi mũi nhọn, hắn chỉ còn một con mắt cái này gọi là chuyện gì a à? vương thanh ôm thi thể cự ưng lại hút hai hơi chỉ cảm thấy một trận im lặng hắn không dám thử lại vạn nhất đem con mắt kia chọc mù ngay cả máu cũng không được uống đến lúc đó đói đến bò đầy đất bóng đêm buông xuống đầy trời tinh thần thân thể cự ưng kia đã bị gặm ăn hơn phân nửa toàn bộ máu thịt lồng ngực đã không còn vương thanh đang gặm ăn huyết nhục thời điểm da đầu của hắn sâu trong sẽ ẩn ẩn có một loại khó có thể nói rõ khoái cảm vương thanh nhớ rất rõ lúc tỉnh táo cổ cảm giác đói khát truyền đến từ thân thể gần như thiêu đốt linh hồn hắn vương thanh nghĩ mãi mà không rõ hệ tiêu hóa của hắn cũng đã không còn vì cái gì đối với loại thức ăn này còn khát vọng như vậy nuốt máu thịt trong miệng cũng không có từ trong cổ họng chảy ra nhất định là bị đầu óc ta hấp thu ha ha ta rối rắm cái này làm gì, có thể ăn là phúc. Vương Thanh không biết mệt mỏi, mũi nhọn hắn dùng để tự sát, trở thành vũ khí sắc bén để cắt thịt. Từ ban đêm đến ban ngày, Vương Thanh thỉnh thoảng sẽ dùng dùi nhọn cắt thịt cự ưng xuống một miếng, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt. Còn lại thịt không nhiều lắm, Vương Thanh đành phải như nô lệ giữ tiền, chậm rãi cạo xuống một khối nhỏ, thậm chí, đem tảng đá liếm sạch sẽ. Đợi đến bình minh, ngoài trừ lông ưng rải rác đầy đất, còn có một ít bộ vị ướp muối, chỉ còn lại hai móng vuốt. Vương Thanh Ý còn chưa hết, đem tất cả có chứa mùi máu tươi đồ vật đều liếm một lần. Thậm chí thấm vào máu bùn đất, hắn đều cầm lên bỏ vào trong miệng, nhấm nháp một chút hương vị. Vương Thanh sinh ra một cổ sầu lo. Kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? Cảm giác đói khát lại bắt đầu mơ hồ truyền đến. Vương Thanh khởi động thân thể, dùng một mắt quan sát trên bầu trời dấu hiệu, hắn vạn phần hy vọng, có thể lại có cái gì phi cầm, hoặc là mảnh thú, có thể phát hiện đến hắn. Hoặc là, ăn thịt hắn, hoặc là, bị hắn ăn thịt. Nhưng liệt dương đang lúc trống không, vẫn không có động tĩnh. Máu thịt. Tôi muốn máu thịt. Đói. Tôi đói quá. Cổ xúc động khát máu kia của Vương Thanh rất khó đè xuống. Vương Thanh quyết tâm đổi địa phương, nhìn xem có thu hoạch hay không đem mũi nhọn từ chính giữa đập gãy đầu mũi nhọn kia cắm vào trong một cái động khác trên cổ họng lộ ra một nửa hai tay liền gian nan bò trên mặt đất cũng không biết bò bao lâu trên bầu trời xuất hiện một đạo bóng tối vương danh sách mắt sáng ngời lại là một con cự ưng vương thanh từ trong cổ họng lặng lẽ lấy ra mũi nhọn chôn ở phía sau lập tức hắn nằm không nhúc nhích hy vọng cự ưng có thể phát hiện hắn, mà con mắt kia thì hết sức chăm chú, nhìn chầm chầm cự ưng nhất cử nhất động. Cự ưng ở trên bầu trời xoay quanh chốc lát, thân thể liền cực nhanh hướng phía dưới bay tới, một đôi móng vuốt, dĩ nhiên là mở ra, thẳng đến vương thanh mà đến. Thật tốt quá! Vương thanh trong lòng vui vẻ. Ngay tại thời khắc cự ưng bắt được vương thanh, mũi nhọn trong tay vương thanh liền nhanh chóng lấy ra, đâm mạnh về phía cự ưng. Tay trái, thì dùng sức bắt lấy một móng vuốt của cự ưng. Cự ưng phát ra tiếng kêu chật vật, Vương Thanh cười ha ha. Mũi nhọn đâm liên tục mấy cái, khiến trên người cự ưng có thêm vài vết thương. Nhưng mà, cự ưng cũng không phải là ăn chay, miệng của nó nhắm chuẩn cơ hội, ngậm lấy mũi nhọn trong tay Vương Thanh, dùng sức kéo một cái, liền rời tay. Không tốt. Vương Thanh mất đi lợi khí, đối với cự ưng không cách nào tạo thành thực chất tính thương tổn hắn ra sức bắt lấy một bên cánh cắn lên nhưng hắn chỉ có mấy cái răng đối với cự ưng chỉ có thể tạo thành một chút da lông thương tổn cánh bên kia của cự ưng hung hăng đánh vào đầu vương thanh hàm răng vương thanh lại vỡ ra một cái vương thanh chết không buông tay nhưng cự ưng đã sinh lòng thoái ý nó nắm lấy vương thanh bay về phía một tảng đá lớn cách đó không xa lực trùng kích cực lớn rốt cục khiến cho vương thanh rời tay mà cự ưng thì một lần nữa bay lượn phía chân trời. Mắt thấy vịt tới tay bay, Vương Thanh phát ra một trận phẫn nộ gầm rú. May mắn, cùng cử ưng chiến đấu trong quá trình, đâm bị thương nó, làm cho nó rớt một ít máu, những máu kia nhỏ xuống trên cỏ, trong đất. Vương Thanh hái lá xuống, ngậm nó trong miệng, chờ mùi máu tanh tản ra, lại đem máu trong đất chảy dài sạch sẽ. Nhưng mà, chút máu này, bất quá là như muối bỏ biển. Thật khó chịu a. À đêm lại muốn hàng lâm, Vương Thanh đọc mắt thấy thế giới sắp tối tăm, phát ra một tiếng thở dài. Vương Thanh, tự như một người nghiện, khát vọng đối với máu thịt, đạt tới cực hạn. Đang lúc hắn thất vọng, trong đầu đột nhiên hiện lên một ít đoạn ngắn. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ, phản phất mặt khác mở hai con mắt bình thường. Đây là trong một cái tổ chim lớn, một cái miệng màu vàng, đang nuốt chững chim nhỏ, ánh mắt quét đến trên ngực, loan lỗ vết máu. Vương Thanh đi theo góc nhìn của cự ưng, hắn nghe được trong miệng cự ưng càng không ngừng phát ra tiếng rít nhọn, cũng nuốt toàn bộ một ổ chim nhỏ. Không phải tất cả đều là con của nó chứ. Những con chim nhỏ này, nếu nuốt vào, nhất định rất ngon. Sau khi nuốt những con chim, con đại bàng mở cánh và bay lên trời. Một con dê, trốn ở một cái dốc nhỏ phía dưới một mảnh đại nham thạch, bị cự ưng nhìn thấy. Một cái bổ nhào xuống, móng vuốt bắt được dê núi, thậm chí còn không có đem nó dết chết cũng đã không thể chờ đợi mà gặm lên mà dê núi cũng phát ra từng trận kêu thảm thiết ăn ngon quá đi vương thanh lại nuốt nước miếng một lần nữa hắn cực kỳ hâm mộ cự ưng nếu cho ta ăn một con lớn như vậy hẳn là có thể chống đỡ hai ngày oa wow, máu tươi thật thịt này mềm quá nếu cho ta ăn một miếng ta có thể đẹp chết vương thanh muốn ăn con dê núi này muốn ăn tới cực điểm, trong lòng tất cả đều là như thế nào ăn con dê núi này mới sản khoái. Đột nhiên con đại bàng dừng lại, nó chập lấy con dê và bay lên trời. Đừng dừng lại, tiếp tục ăn. Vương Thanh ăn không được, chỉ nhìn cũng đã nghiền. Cự ưng lại thả dê xuống, tiếp tục gặm. Di, Vương Thanh nhận ra một tia dị thường. Dường như đại bàng đang đáp ứng yêu cầu của hắn. Bắt nó lại, ngã chết. Trong lòng vương thanh mặt niệm vài tiếng. Con đại bàng ngừng gặm và bay lên không trung và thả con dê xuống. Thật sự hữu dụng. Gửi nó cho tôi. Bắt đầu không có phản ứng, vương thanh lại mặc niệm mấy lần, cự ưng liền nắm lấy dê núi, lại bay đến trên bầu trời. Khi dê núi đặt ở trước mặt vương thanh, vương thanh phát hiện, con ngươi cự ưng này đã biến thành màu xám trắng, trong cổ hồng thỉnh thoảng nặng ra tiếng kêu nhỏ vụn hỗn độn. Bay lên trời, lời bài hát. Flea Tommy Sauder vương thanh thử vài lần về sau, rốt cục là minh bạch, con này cự ưng đã zombie hóa, hơn nữa, hoàn toàn nghe lệnh hắn. Hắn vuốt ve lông đại bàng, gần như muốn khóc. Chẳng lẽ nói, bị ta lây nhiễm thành tan thi ta đều có thể khống chế. Chương 4 Xuyên qua đến tiên hiệp thế giới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sau khi phát hiện có thể khống chế cự ưng, vườn thành thật cao hứng, hắn khống chế cự ưng ở trên bầu trời quan sát rốt cục là phát hiện một ngọn núi phía trên có một cái hang động không giống như là người mở ra nơi này trở thành nơi ở của hắn cùng lúc đó hắn cũng rốt cục phát hiện thế giới này chỗ bất đồng trên địa cầu những kia sắt thép lũ lưu nhà cao tầng toàn bộ đều biến mất không thấy thay vào đó là tường thành cao lớn từng mảng nhà gỗ hắn còn phát hiện có rất nhiều ngọn núi khổng lồ trên đỉnh núi đều có quần thể kiến trúc khổng lồ, khí thế rộng rãi, phản phất như tiên cung. Ẩn thân trong huyệt động, tận mắt nhìn thấy có người ngự kiếm phi hành, Vương Thanh xác định, hắn xuyên qua đến tu tiên thế giới. Vương Thanh có chút không thể tin được, nhưng hắn nhớ tới bộ dáng của mình, cười to một trận. Ta đã có bộ dáng quỷ quái này rồi, xuyên qua loại chuyện này cũng không thể trách. Nhìn những nhân sĩ tiên môn hăng hái kia, nội tâm của hắn, chỉ có một ý nghĩ. Một ngày nào đó, muốn thôn phệ những tên kia, thử xem mùi vị gì. Với sự giúp đỡ của con đại bàng khổng lồ, anh không cần phải lo lắng về việc ăn uống nữa. Lúc này, hắn đã không có ý niệm tự sát trong đầu, chết tử tế không bằng sống lại. Trải qua nhiều lần thao luyện, Vương Thành đã có thể làm được ý niệm vừa ra, cự ưng liền có thể hưởng ứng. Mà zombie hóa cự ưng, lực công kích trở nên thập phần hung tàn, hoàn toàn hung hãn không sợ chết. Ngay cả hổ cũng dám động vào. Nhưng như vậy cũng làm cho cự ưng bị thương không nhỏ. Nếu như không công kích đầu của nó, mặc dù nó sẽ không chết, nhưng cánh gãy, liền bay không nổi. Cho nên, mỗi lần đi ra ngoài, Vương Thành đều trước khống chế nó, mượn ánh mắt của nó quan sát đối tượng. Nếu như quá mức hung mãnh, hắn sẽ lựa chọn buông tha, sau đó lựa chọn những cái kia càng nhỏ yếu. Sau đó, hắn sẽ mặc cho cự ưng công kích anh ta chỉ còn bảy cái răng và rất khó nhai thịt. Mắt chỉ còn một, cũng không tốt. Đơn giản để cho cự ưng đem thịt xé xuống, từng chút từng chút đút cho hắn. Có lẽ là trước kia đói bụng quá lâu nguyên nhân, từ thức tỉnh ý thức bắt đầu, hắn liền đói đến phi thường nhanh, mỗi khi hắn tiến hành tự hỏi thời điểm, luôn luôn sẽ bị khát máu xúc động cắt đứt. Nhật Nguyệt Luân Phiên, hắn sẽ ở trên vách tường huyệt động vẽ chữ chính, khi viết xong chữ chính thứ nhất, hắn đột nhiên liền phát hiện, cảm giác đói khát rốt cục không hề như hình với bóng. Điều này làm cho hắn có thể rảnh rỗi bắt đầu suy nghĩ. Sau khi hút máu một con gà, hắn ném con gà xuống đất. Cự ưng sớm đã không kiềm chế được, liền một cái mảnh liệt nhào tới. Nhìn nó lang thôn hổ yết bộ dáng, vương thanh nát nửa bên mặt gợi lên một tia mỉm cười, lộ ra mấy cái răng nanh. Hắn chống ngực lên, hai tay chống, từng chút từng chút, tới gần cửa động một con sông, quanh co khúc khuỷu, ở chân núi, kéo dài đến cực kỳ xa. Là nên suy nghĩ một chút về sau. Tiến trình thi hóa của cự ưng có chút rõ ràng, lông chim đã bắt đầu tự động rụng ra. Cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ không có cách nào bay được. Thừa dịp con ưng này còn có năng lực phi hành, bắt một hai con tiến hành kiểm tra. Vương Thanh điều khiển nó, bay ra ngoài. Lại là một con gà rừng, lúc này đây, Vương Thanh không có đem ăn hết, mà là để cự ưng đem mổ ra một cái trên miệng vết thương. Sau đó, Vương Thanh nhổ một ngụm nước bọt lên miệng vết thương, lặng lặng chờ đợi. Con gà rừng này vốn bị cự ưng bắt được, vô cùng sợ hãi, sau khi bị thả ra, vẫn trốn ở góc hang động run lẩy bẩy. Theo thời gian trôi qua, nó càng lúc càng nóng nảy. Mà Vương Thanh thì ở trong quá trình này, nhắm con mắt kia lại, cẩn thận cảm thụ. Ngay tại một khắc nào đó, hắn cảm nhận được tầm nhìn của con gà lôi kia. Trong đầu có hai cái tỏa sáng điểm sáng, một cái là con kia cự ưng, một cái khác chính là con này gà rừng, chỉ bất quá tương đối nhạt. Tầm nhìn từ mờ đến rõ ràng, và sự hưng phấn của gà lôi đạt đến đỉnh điểm. Ồ, ánh mắt gà rừng hung ác sắc bén, lông trên cổ toàn bộ dựng đứng lên. Trong nháy mắt phát động, bay lên trời. Nó lao về phía một số tàn tích máu thịt trên mặt đất. Yên lặng gà rừng rơi trên mặt đất, bộ dáng chán nản. Vương Thanh rất hài lòng. Lời bài hát Dung úp chim trĩ nhảy dựng lên. Vương Thanh một tay bắt lấy gà rừng, hắn còn không có thử qua tan thi hóa huyết nhục là mùi vị gì. Chỗ vết thương của gà rừng, Vương Thanh hít một hơi, mùi hôi thối. Khó ăn. Trách không được đám tang thi kia không ăn thịt đối phương. Hắn ném con gà này xuống đất, cự ưng cũng không có dục vọng ăn đi bắt một con cừu khác lại đây. Sau đó, con đại bàng bắt được một con cừu khác. Trải qua lần nữa kiểm tra, Vương Thành đã có thể trăm phần trăm xác định hắn có thể khống chế bị hắn lây nhiễm sinh vật. Hơn nữa những thứ này lây nhiễm sinh vật, dù là không cần tận lực khống chế, ở trước mặt hắn, đều duy trì một cổ sợ hãi. Đột nhiên, Vương Thanh nghĩ đến một vấn đề. Nếu như bị ta ta lây nhiễm qua, lại tiếp tục lây nhiễm những thứ khác, sẽ sinh ra kết quả gì? lại vất vả cử ưng một chuyến, bắt một con thỏ lại đây. Dê núi đem thỏ cắn một miếng, thỏ cũng bắt đầu tan thi hóa. Không ngờ thật sự có thể. Vương Thanh phát ra tiếng kêu mừng rỡ, hắn thành công tiến vào góc nhìn của thỏ, hơn nữa vẫn có thể tiến hành khống chế. Kể từ đó, ta chẳng phải là có thể thông qua lây nhiễm phương thức, chế tạo thuộc về mình quân đội. Vương Thanh nghĩ đến khả năng này, cảm thấy có chút hưng phấn trải qua vương thanh đối với dê núi bị nhiễm bệnh của hắn, thỏ một lần nữa kiểm tra, hắn chỉ cần mất đi khống chế đối với chúng nó, người bị nhiễm bệnh sẽ khôi phục lại trạng thái nóng nảy. Bạn chỉ có thể kiểm soát một tại một thời điểm. Chỉ là hưng phấn một chút, vương thanh liền mất đi hứng thú với chuyện này. Người bị nhiễm đều không có ý thức, hình thành không được hệ thống quản lý, cho dù đem chúng nó zombie hóa, cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa rất dễ dàng mất đi khống chế như vậy vạn nhất tạo thành đại quy mô lây nhiễm bị cắn đều biến thành zombie hắn sẽ thiếu rất nhiều mới mẻ huyết nhục mất nhiều hơn được vương thanh thủy chung nhớ kỹ vấn đề ấm no của mình hắn lại nghĩ đến mình đến tột cùng là như thế nào thức tỉnh ý thức vương thanh nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới vấn đề này vương thanh trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng hắn giống như là cắn phải thứ gì đó sau đó nửa thân thể của hắn mới không thấy ý thức của hắn khôi phục nhất định là có một cơ hội gì đó. Nếu như có thể giải quyết vấn đề ý thức, thành lập quân đoàn tan thi mới có tính khả thi. Không biết đối với những sinh vật này có tác dụng, đối với con người có tác dụng hay không? Đối với những giả vật này tiến hành thí nghiệm, Vương Thanh liền bắt đầu đem chủ ý đánh vào trên người, hắn muốn thử xem, nếu như lây nhiễm nhân loại, sẽ là có cái gì bất đồng. Cái này một mảnh tựa hồ ít ai lui tới, nhiều ngày như vậy, ngoại trừ những cái kia trên trời bay không có phát hiện có người bình thường tung tích. Vương Thanh không có sợ rõ ràng thế giới này, cũng không dám tùy tiện công kích những người phi hành kia. Còn phải lại làm một con chim săn mồi, như vậy thuận tiện ta khống chế một con đi xa hơn địa phương bắt người, nhìn xem hiệu quả cự ưng xuất động, ở trong sơn mạch xoay quanh không bao lâu, liền phát hiện một sao huyệt kền kền. Một con kền kền khổng lồ đang cho những con kền kền nhỏ ăn. Vương Thanh điều khiển cự ưng, liền xông lên, kền kền cùng cự ưng liền truyền đấu cùng một chỗ. Chương 5. Tất cả tâm miệng. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Con kền kền này, hình thể còn lớn hơn cả cự ưng. Mục đích của Vương Thanh cũng không phải muốn bọn họ liều mạng ngươi chết ta sống, mà là muốn cự ưng lây nhiễm, như vậy hắn có thể tiến hành khống chế con kền kền này. Con đại bàng khổng lồ cào những con kền kền và cái miệng sắc nhọn của nó cũng để lại những vết thương trên cơ thể của chúng những con không ăn chay và gây hại cho con đại bàng khổng lồ. Bất quá đối với cự ưng mà nói, chỉ cần không tổn thương đến đầu, nó chính là an toàn. Vương Thanh nhắm chuẩn thời cơ, khống chế cự ưng bay khỏi hiện trường. Thời gian còn lại, chỉ có chờ kền kền chậm rãi thi hóa. Đợi đến khi con ngươi kền kền biến thành trắng, Vương Thanh liền khống chế cự ưng bay về phía xa, tìm kiếm thân ảnh nhân loại. Cự ưng trải qua một phen thời gian chiến đấu trên người tổn thương đã đầy đủ rõ ràng, lông cơ hộ đã toàn bộ tróc ra. Chiến tổn nghiêm trọng, qua một đoạn thời gian nữa sẽ không có giá trị lợi dụng gì. Cho nên thích hợp dùng nó làm thám tử, vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phát hiện nhân loại, lại bị săn giết. Sủng vật mới của hắn kênh kềnh liền có thể tiếp nhận hắn, vì hắn săn bắn. Vì phòng ngừa kềnh kềnh nóng nảy đi ra ngoài, đem thức ăn của mình biến thành tan thi, vương thanh chặn ở cửa đồng kênh kênh sợ vương thanh, vừa phát ra tiếng kêu quái dị, vừa trốn ở bên cạnh. Mà biến thành zombie thực nghiệm thỏ, gà rừng, bị đập nát đầu, chất đóng ở huyệt động gốc. Ở bên cạnh hắn, còn đặt hai con thỏ mới bị đập nát đầu, thịt đã bị kền kền xé rách thích đáng. Vương Thanh muốn ăn, chỉ cần cầm miếng thịt bỏ vào miệng là được. Còn có sáu con kền kền nhỏ, kền kền di chuyển toàn bộ tổ của nó. Cự ưng một đường chạy như bay, góc nhìn của Vương Thanh một đường đi theo. Bay không biết bao lâu, tiểu kền kền đồ ăn vặt đã ăn xong, hai con thỏ, cũng chỉ còn một con. Nơi này có người. Vương Thanh cầm lên một con kền kền nhỏ, bỏ vào trong miệng, nhai nuốt. Ba cái mặt da thú, trên người đeo cung tên, trung niên bộ dáng người, đang ở một cái trong núi đường nhỏ, chậm rãi hành tẩu. Họ đang giữ một con lợn rừng. Lợn rừng trên người, cắm hơn 10 mũi tên, lợn rừng trên người, còn có nhiều đạo đao phủ vết thương. Ở phía sau bọn họ, một con chó đen, từng bước đi theo. Đại ca, vừa rồi thật sự nguy hiểm, nếu như bị tên này đụng phải, ít nhất phải đụng gãy mấy cái xương sườn của ta. Đúng vậy, may mắn tiểu hắc thời khắc máu chốt cắn được đuôi nó, thành công chọc giận hắn. Đến lúc đó nhất định phải cho tiểu hắc mấy miếng thịt ngon ăn. Ba người vừa nâng lợn rừng, vừa trò chuyện. Đột nhiên, Tiểu Hắc cùng kêu vài tiếng, ba người phát hiện trên bầu trời, một vị khách không mời mà đến, hướng bọn họ bổ nhào tới. Cự ưng, nếu bị nó bắt trúng mắt thì không tốt rồi. Ba người quyết định thật nhanh thả lợn rừng xuống. Hai người đã từ bên hông lấy ra một thanh rìu. Một người lấy cung tên ra, nhanh chóng nhắm. Vương Thanh lúc này đã rời khỏi chế độ khống chế, loại bản năng chiến đấu cự ưng này vẫn là giao cho hắn tự mình đi làm cự ưng điên cuồng phát ra công kích trên mặt một người bị cự ưng cào một đạo vết thương búa trên tay hắn chém trúng một móng vuốt của cự ưng trong nháy mắt móng vuốt trái của cự ưng bị chém đi một nửa còn lại một đầu ngón tay người cầm cung tên trong tay không nghĩ tới cự ưng lại điên cuồng như vậy vội vàng thu tên lại cũng lấy ra búa ba người lần lượt bị cự ưng cào bị thương bọn họ đều cực lực bảo vệ khuôn mặt trên tay bị cự ưng mổ vài cái cũng bị cào bị thương vài cái. Nhưng rìu của bọn họ cũng không có chút lưu tình, đem cự ưng chặt thành từng mảnh nhỏ. Mấy người đối mặt với tình huống đột phát, vận động kịch liệt, há mồm thở dốc. Con mẹ nó, thật xui xẻo. Cự ưng này điên rồi. Nếu như không phải hôm nay có ba người chúng ta, chỉ sợ người này cực kỳ khó đối phó. Ba người quan sát bộ dáng chật vật của đối phương, mặc dù đã bảo vệ rất tốt nhưng trên mặt bọn họ vẫn có thêm vài dấu móng vuốt, trên cổ tay bị cự ưng mổ, cào, có mấy vết thương cũng rất sâu. Bọn họ nhìn thấy con cự ưng này, lông trên người đã không nhiều lắm, hơn nữa màu da hiện ra một loại màu nâu nhàn nhạt, trong mắt xám trắng. Nhìn giống như là đã chết rất lâu cảm giác, vốn còn muốn lấy về nấu canh thịt, liền buông tha. "Tiểu Hắc, ăn nó đi." Tiểu Hắc tiếng lên ngửi ngửi, vẫy vẫy đuôi, kêu một tiếng, chạy về phía trước ba người đều bị cự ưng này cào phá tướng, trong lòng phẫn hận, lại cầm lấy búa chém vài cái, tiếp tục khiên lợn rừng đi. Ba người đi chưa được bao lâu, nghe được vài tiếng động lạ. Quay người lại, thân thể cự ưng bị chém thất linh bát lạc, đầu nó liền với lồng ngực kia vẫn hoàn hảo, đang há miệng, quỷ dị vặn vẹo. Mỗi người cầm lấy một tảng đá, đập nát nó, thấy không có động tĩnh, rốt cục lại lên đường. Tiểu ưng, ngươi yên nghỉ đi. Vương Thanh giả vờ khóc hai tiếng, cầm lấy một miếng thịt thỏ, bỏ vào trong miệng. Ba người thợ săn nhanh chóng trở về nhà. Ba người vốn là ba huynh đệ, chỗ ở một phòng liền thành một mảnh. Họ bắt đầu la hét trước khi về đến nhà. Chúng ta đã trở lại. Các gia đình nhau nhau đi ra nghênh đón, nhìn thấy bọn họ khiên lợn rừng, đều phát ra tiếng hoang hô. Bọn nhỏ đều vây quanh quái vật khổng lồ này, cười đùa các nữ nhân lại lo lắng cho vết thương trên mặt bọn họ không sao trên đường đụng phải một con chim điên bị bắt vài cái lấy chút thuốc mỡ bôi lên là được rồi nói chuyện chính là đại ca dáng người cũng cao lớn nhất nghe được lời của hắn các nữ nhân từ gian phòng của mình lấy ra dược cao đau lòng vì nam nhân của mình bôi lên vẽ xong đại ca lại lên tiếng đến đây chúng ta chia con lợn rừng này ra đau chém thịt cũng đã lấy ra cũng không lâu lắm này lợn rừng đã đều đều địa chia làm ba phần. Ba nhà đều đã ở riêng, không cùng nhau ăn. Trong lúc chia lợn rừng, khói bếp cũng đã từ trong ống khói toát ra, trên bầu trời phiêu đáng mùi thịt. Rất nhanh, trong nhà gỗ, cơ hồ là đồng thời vang lên ba thanh âm. Đại Lan, ngươi làm sao vậy? Nhị Lan, ngươi làm sao vậy? Tam Lan, ngươi làm sao vậy? Sau khi phân gia, chị em dâu mà sát không ngừng, mâu thuẫn trùng trùng lúc này đây khó có được đường kính nhất trí nam nhân của các nàng trên tay trên mặt vết thương màu sắc đều sâu thêm vẻ mặt càng ngày càng không thích hợp thân thể quỷ dị vặn vẹo hơn nữa trong miệng phát ra âm thanh ê ê ê nghe rợn cả tóc gáy ánh mắt nam nhân nhìn về phía nữ nhân cùng hai tử đã không còn ôn nhu như ngày xưa màu mắt đã biến thành xám trắng vương thanh lúc này đã ăn xong tất cả thịt Hắn có cảm ứng, nhắm mắt lại, ba tầm nhìn mới xuất hiện. Cũng không thể để ba tang thi này phá hư thức ăn của ta. Vương Thanh một lần chỉ có thể khống chế một con tang thi, hắn ngại phiền toái, liền chọn lớn nhất một con tang thi, cầm lên một thanh búa, đem mặt khác hai cái đầu giống như các dưa hấu bình thường cắt thành hai nửa về sau, liền đứng ở trong viện. Lúc này, phụ nữ và trẻ em đều phát ra tiếng thét chói tai, hoảng sợ. Thần kỳ chính là Vương Thanh nghe được ngôn ngữ cũng không phải hắn biết rõ bất kỳ một loại nào, nhưng là hắn chính là nghe hiểu. Chẳng lẽ ngôn ngữ còn có thể tự động chuyển đổi? Vương Thanh phát ra uy hiếp thanh âm thông qua miệng tan thi truyền ra. Đều câm miệng. Ai còn âm ý nữa ta sẽ giết người đó. Chắc chắn, tự động chuyển sang một ngôn ngữ khác. Lập tức nữ nhân liền che miệng hài tử lại. Chỉ có chó đen nghe răng trận mắt ở bên chân hắn sủ điên cuồng. Chương 6 Cái này có thế hơi rắc rối rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vương Thanh nghe hát khuyển điên cuồng kêu, cảm thấy một cổ tâm tình phiền não tăng lên. Búa trong tay Vương Thanh, vùng lên không trung lại nhanh chóng hạ xuống, con chó đen này đầu người nơi khác, tiếng kêu liền hành quân lặng lẽ. Kể từ đó, người trong phòng càng không dám phát ra động tĩnh. Sau khi Vương Thanh biến thành tan thi, một ít tình cảm của hắn biến mất mọi đạo đức đều bị vứt bỏ cái gọi là lòng thương xót lòng trắc ẩn không còn nữa tiêu chuẩn duy nhất để phán đoán tốt xấu chính là có thể ăn hay không nhìn thân thể tươi sống trong phòng vương thanh ở trong huyệt động nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng hận không thể lập tức thử được tư vị từ lúc tỉnh lại hắn chưa từng nếm qua mùi vị của con người mà không có xuyên qua trước người mùi vị là dạng gì hắn cũng không biết dù sau khi đó hắn là cái xác không hồn không có ý thức của mình trong khoảng thời gian này ở trong huyệt động ăn nhiều món ăn dân giả như vậy hắn vẫn nếm ra có một chút bất đồng giống như gà rừng thỏ rừng những động vật nhỏ này ăn vào sẽ không có dê bò đã nghiền sẽ có một số thiếu sót trong hương vị vương thanh cơ hồ không cần nghiệm chứng cũng có thể đoán ra máu thịt nhân loại hẳn là sẽ rất mỹ vị hắn hiện tại đã xem như giải quyết vấn đề ấm no, hiện giờ mục tiêu muốn hướng tới càng cao rảo bước tiến lên, muốn theo đuổi khẩu vị. Vương Thanh rất nhanh liền phát hiện ra điểm mù của sự tình. Mấy gia đình này tuy cách hang động của hắn không xa, nhưng cũng không gần. Theo tính toán của hắn, kền kền đi qua, thế nào đi qua cũng phải 2 giờ. Nếu như hắn khống chế kền kền đi qua bắt người, cái kia một tên khác, sẽ mất đi khống chế, đại khai sát giới, chờ kềnh kền đuổi tới, nói không chừng đều đã toàn bộ tan thi hóa. Vậy còn gì để ăn nữa? Luân phiên khống chế biện pháp này, Vương Thành đã thử qua, căn bản không thể. Chỉ cần không ở bên cạnh mình, những người bị nhiễm bệnh đều sẽ dựa theo bản năng khác máu của mình mà hành động. Loại cảm giác nhìn thấy nhưng không ăn được này, khiến Vương Thanh vào đầu bứt tai, thập phần khó chịu. Vương Thanh chỉ hận mình không thể một lần khống chế nhiều zombie như vậy hắn có thể ăn được mỹ vị. Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp mới được, ta bây giờ bộ này phế thể xác, đi đâu cũng không được. Đám tang thi này tất cả đều là kẻ ngốc, phải thời gian thực khống chế. Vương Thanh nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục nghĩ ra một chủ ý. Đám tang thi không có ý thức, nhưng nhân loại thì có ý thức. Hơn nữa năng lượng cùng trí tuệ của nhân loại, hoàn toàn không phải chim bay cá nhảy những thứ ngu xuẩn này có thể so sánh. Vương Thanh chỉ cần nghĩ biện pháp khống chế nhân loại, hắn có thể liên tục thưởng thức mỹ vị. Vương Thanh nghĩ thông suốt tiết điểm này, liền khống chế tan Đại lang vọt vào phòng, bắt một nữ nhân trong đó. Nơi này có quan phủ hay không? Nữ nhân này chính là thê tử của Đại lang Lưu Thúy Hoa. Lưu Thúy Hoa nhìn nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ vừa khủng bố này hỏi ra vấn đề như vậy. Lưu Thúy Hoa lập tức ở trong lòng hạ một cái phán đoán, trượng phu của nàng, đã bị quỷ quái khống chế được, bằng không, hắn làm sao lại không biết quan phủ ở đâu? Hỏi ngươi đấy. Vương Thanh dơ rượu trong tay lên. Lưu Thúy Hoa đành phải trả lời. Có. Cách đây bao xa? Đi bộ hơn một canh giờ lộ trình. Sau khi Vương Thanh hỏi rõ ràng, liền uy hiếp Lưu Thúy Hoa, dùng dây thừng trói toàn bộ những người khác lại. Chú ý, không được đánh chết nút thắt. Lưu Thúy Hoa thuận theo mà nghe hắn nói dù sao, nếu như không làm theo, hắn sẽ giết người. Những người khác cũng đã sớm thấy qua vương thanh thủ đoạn, bị trói thời điểm, cũng không có phản kháng. Làm xong hết thảy, vương thanh rìu chỉ vào nữ nhân. Ngươi, đi báo quan đi, ta ở đây chờ. Mục đích của vương thanh rất đơn giản, quan binh quan phủ, trang bị so với những thợ săn này càng thêm tinh xảo, chờ những người đó đến, vương thanh lại căn cứ tình huống để quyết định sau này nên làm như thế nào nghe không hiểu. Thấy Lưu Thúy Hoa không có động tĩnh, Vương Thanh thúc giục. Lưu Thúy Hoa nghe hiểu, vội vã chạy ra ngoài. Rất nhanh, Lưu Thúy Hoa đi qua một số con đường quanh co, mất đi tung tích. Mà Vương Thanh thì khống chế Tang Thi, cắn tất cả mọi người bị trói. Vương Thanh không muốn khống chế Tang Thi, hắn cảm thấy như vậy rất nhàm chán. Sau đó, hắn cũng tìm một sợi dây thừng, đem một tay của đại lang trói vào một gốc cây làm xong hết thảy, hắn thu hồi khống chế. Xúc động khát máu lại xuất hiện, vương thanh khống chế kền kền bay ra ngoài. Rất nhanh, lại bắt được một con thỏ. Sau khi vương thanh hút máu, để kền kền xé nát thịt thỏ, từng chút từng chút đút vào trong miệng vương thanh. Cách một đoạn thời gian, ý thức của hắn sẽ tiến vào trong cơ thể Đại lang xem tình huống thế nào. Lưu Thúy Hoa rời đi không bao lâu, bị trói lại nữ nhân cùng tiểu hài tử, cũng đã biến thành zombie vương thanh không biết là lưu thúy hoa sau khi rời đi cũng không phải hướng về địa phương quan phủ mà là bắt đầu chạy rất nhanh hướng về thiên khải tông phương hướng chạy tới lưu thúy hoa ý nghĩ là bây giờ trượng phu của nàng đã là bị quỷ mị cuốn thân nàng gọi tới người trong quan phủ hoàn toàn chính là tới chịu chết chỉ có những tiên trưởng đại nhân kia mới có năng lực giải quyết hơn nữa khoảng cách thiên khải tông so với quan phủ càng gần lưu thúy hoa bình thường tuy rằng trồng trọt làm rất nhiều việc nặng nhưng liên tục chạy hơn nửa canh giờ nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi vừa vặn có một cái sơn tuyền thủy nàng uống hai ngụm ngồi nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục lên đường mắt thấy thiên khải tông rất nhanh đã ở dưới chân nhưng thềm đá cao ngất kia lại làm cho nàng nhíu mày lưu thúy hoa hít một hơi lồng ngực giống như muốn nổ tung còn muốn leo lên trên liền thập phần khó chịu nhưng nàng vẫn leo lên trên một người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, đứng ở trước mặt nàng. Nơi này thiên khải tông, không liên quan đến người dừng lại. Lưu Thúy Hoa quỳ xuống. Dân nữ Lưu Thúy Hoa, khấu kiến tiên trưởng, cầu tiên trưởng cứu mạng. Người áo bào trắng nói. Người nói xem có chuyện gì. Lưu Thúy Hoa vội nói. Trượng phu nhà ta bị yêu ma nhập thể, đem ta hai cái tiểu thúc tử giết, hiện tại đem những người khác toàn bộ trói lại, muốn ta báo quan. Lưu Thúy Hoa đem bộ dáng đột nhiên biến hóa của Đại Lang kể cho người áo bào trắng nghe. Người áo bào trắng cau mày nói. Sao lại có việc này? Ngươi chờ một lát, ta đi lên nói với sư tôn, bảo hắn định đoạt. Bậc đá từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, người áo bào trắng một bước chính là mười mấy bậc thang, rất nhanh đã đi tới đỉnh núi. Lý Tử Kỳ nghe đệ tử áo bào trắng báo cáo, nhíu mày. Biết rồi, nữ nhân kia bây giờ còn ở dưới chân núi đúng vậy sư tôn đi theo ta lý tử kỳ tế xuất phi kiếm đệ tử áo bào trắng cũng đứng lên chốc lát liền tới chân núi lưu thúy hoa chuyện gì xảy ra nói rõ sự thay đổi của chồng cô cho tôi biết lưu thúy hoa thấy trên một thanh cử kiếm một nam tử bộ dáng tiên phong đạo cốt liền đem tình huống lần nữa nói rõ lý tử kỳ nghe xong âm thầm suy tư nghe như là thi biến chẳng lẽ nói, cùng Ngọc Sở Phong đụng phải cái kia thi quái có chút quan hệ. Thi quái có thể nói tiếng người, cái này có chút phiền toái. Chương 7 Lại tìm một cái chỗ khuất. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vương Thanh từ xa đã nhìn thấy, trên bầu trời, một con cự mãn uống lượng phi hành. Nữ nhân thối này, lại tìm tới tu tiên giả. Nhìn cự mãn kia rõ ràng hướng bên này bay tới, hắn biết mình hẳn là không có đoán sai hắn vốn định chờ người của quan phủ tới, liền mở nút dây thừng ra, thừa dịp loạn cắn mấy quan binh. Không nghĩ tới nữ nhân không theo sáo lộ ra bài, đem người tu tiên mời tới. Nếu là người tu tiên, Vương Thanh cũng không có ý định dây dưa với những người này. Hắn biết những người này phi thường lợi hại, nói không chừng còn có thể tìm được chân thân của hắn. Vương Thanh nếu định sống thật tốt, thì không cần phải trêu chọc những người này. Hắn khống chế búa, trực tiếp đem đại lang trói chặt tay trái dây thừng chặt đứt, sau đó, đem tất cả tang thi đều cởi bỏ dây thừng. Bọn họ vừa cởi bỏ trói buộc, liền nhau nhau đứng lên, giống như con ruồi không đầu, bắt đầu tản ra. Cự mãn lập tức tới, dừng lại trên không trung. Trên đó có bốn người. Thiên Khải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Nguyễn Thanh Vân, Kim Đan Tần Chính, cự mãn chính là tòa kỳ của hắn. Thiên Khải Tông Trưởng Lão Kim Tiên Lộ Phong Sư Phụ, Lý Tử Kỳ, Trúc cơ cửu tầng Đệ tử Thiên Khải Tông, Ngọc Sở Phong, Luyện khí tầng 6 Nữ nhân, Lưu Thúy Hoa Vương Thanh đang định thu hồi ý thức, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ngọc Sở Phong trên con mãng xà, ký ức mờ mịt trong đầu giống như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa lớn. Là hắn. Răng của ta, nửa thân thể, chính là hắn đánh nát. Hơn nữa, hắn còn định giết ta. Hắn nhớ ra, hắn cắn tay trái người này hút vào máu của hắn, thời điểm bị hắn chấn động, hắn liền khôi phục một chút ý thức. Cho nên, khi người này đánh gãy thân thể của hắn, sau đó lại phát ra công kích, vương thanh mơ mơ màng màng đột nhiên né tránh, lúc này mới tránh được một chưởng của người này đối với đầu hắn. Tốt, thù này, lão tử nhớ kỹ. Vương thanh sau khi thấy rõ ràng, trực tiếp thu hồi ý thức, không đi quản chuyện bên kia nữa. Nơi này đã trở nên không an toàn. Hắn khống chế kênh kênh, trực tiếp bắt lấy lưng của hắn, móng vuốt trực tiếp khảm vào lưng, liền đem hắn nâng lên. Nhà gỗ này vừa vặn ở giữa nơi hắn trốn và phương hướng cự mãn bay tới, nếu là như vậy, vương thanh liền bay về phía cự mãn bay tới phương hướng ngược lại. Thông thiên mãn đứng trên không trung, Nguyễn Thanh Vân lạnh lùng nhìn những người phía dưới bị bọn họ hấp dẫn. Bọn họ vương cánh tay, trong mắt đã không còn sắc thái, trong miệng phát ra tiếng gầm rú quỷ dị, hiển nhiên đã sinh ra thi biến bốn người ở thôn thiên mãn đều thấy được hành động cởi dây thừng của đại lang trong miệng lưu thúy hoa tất cả những điều này đúng như lưu thúy hoa nói trượng phu của nàng sau khi biến thành thi quái có ý thức chỉ có hai khả năng loại thứ nhất cắn bọn họ là thi quái hiếm thấy cho nên thi biến giả có ý thức loại thứ hai có thi quái đang điều khiển bọn họ nếu như là loại tình huống thứ nhất thi biến giả hoặc là mất trí nhớ hoặc là bảo lưu nguyên lai tình cảm tuyệt đối sẽ không như bây giờ như vậy đâu hạ sát thủ, lại càng sẽ không trực tiếp kêu Lưu Thúy Hoa đi tìm quan phủ. Như vậy cũng chính là loại tình huống thứ hai, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Tử Kỳ muốn tìm Nguyễn Thanh Vân. Nếu như là thi quái có thể điều khiển thi quái, hắn có lẽ còn đấu không lại, nhưng Nguyễn Thanh Vân Kim đang tầng chính nhất định là không sợ. Đợi đến khi bọn họ dừng lại, Nguyễn Thanh Vân phát hiện trượng phu của Lưu Thúy Hoa, cũng ở giữa đám thi quái hỗn loạn này, vương hai tay muốn kéo bọn họ xuống. thông thiên mãn đốt cháy. thông thiên mãn há to miệng, một đạo hỏa diễm màu xanh từ trong miệng phun ra, rơi xuống phía dưới, trong nháy mắt thiêu đốt thành một mảnh. nhưng là những thi biến giả kia không cảm giác được đau đớn bình thường, con ngươi màu xám tro, gắt gao nhìn chầm chầm bọn họ. lưu thúy hoa đứng trên thông thiên mãn gào khóc. con của ta a. À? đệ muội tiên trưởng, cầu ngươi, thu hỏa này đi. Nguyễn Thanh Vân hừ lạnh nói. Bọn họ đã biến thành thi quái, không khác gì người chết. Liệt hỏa rất nhanh đã đem bọn họ đốt đến không còn một mảnh, chỉ để lại thiêu đốt thân thể than đen. Lý Tử Kỳ hỏi Ngọc Sở Phong. Như thế nào? Cùng thi quái ngươi gặp, có phải giống nhau hay không? Ngọc Sở Phong gật đầu nói. Không sai, sư tôn, những thi biến giả này, con ngươi xám xịt, trong miệng phát ra kinh khủng vặn vẹo quái thanh trên người nhiều chỗ hư thối xác thực cùng mấy ngày trước cắn ta cái kia thi quái giống nhau nguyễn thanh vân lạnh lùng nói thi quái này lại có thể khống chế người khác có lẽ hắn đang ở gần đây cũng nói không chừng hắn bay lên trời thần thức quét qua phụ cận nhưng không có thu hoạch lưu thúy hoa ngươi là người ở đâu dân nữ thái hòa thôn nhân gia phụ là đồ tể nơi đó tên là lưu thuần cương thôn thái hòa nằm ngay chân núi thiên khải tông đã như vậy ngươi cũng không cần ở đây chúng ta đưa ngươi về quê nhà rất nhanh thái hòa thôn đã tới lưu thuần cương đang cùng vài tên học đồ đồ tể một con heo trên trời một thanh cự kiếm bay tới lý tử kỳ ngọc sở phong lưu thúy hoa đứng ở phía trên mà nguyễn thanh vân trở lại tông môn muốn bố trí công việc lưu thuần cương mấy người nhìn thấy tiên trưởng vội vàng quỳ xuống Lý Tử Kỳ một cổ linh lực đem Lưu Thúy Hoa đưa đến trên mặt đất, cũng không nói thêm gì liền ngự kiếm rời đi. Sau đó, đám người Lưu Thuần Cương vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Từ trong miệng Lưu Thúy Hoa, bọn họ biết được chuyện đã xảy ra. Trong ánh mắt các học đồ nhìn về phía Lưu Thúy Hoa, có một tia khác thường. Bọn họ nhau nhau từ chối trong nhà có việc, rời đi. Mà Lưu Thuần Cương nhìn thấy các học đồ như thế, thở dài một tiếng. Phụ thân, bọn họ làm sao vậy? Con gái, bọn họ sợ con cũng nhiễm thi độc. Vậy làm sao bây giờ? Không sao, con mau vào nhà thay quần áo, ta bảo mẹ nấu nước cho con, con mau tắm rửa, rửa sạch những xui xẻo kia đi. Lưu Thúy Hoa nghe lời vào phòng. Trở lại Thiên Khải Tông, Nguyễn Thanh Vân liền cảnh cáo đệ tử Thiên Khải Tông, phát hiện thi quái, sắp tới không có chuyện gì không nên ra ngoài. Mà Vương Thanh lúc này mượn lực bay lượng của kền kền, đã bay ra rất xa. Nhìn thấy Ngọc Sở Phong về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn khôi phục ý thức của mình chính là tại hấp thụ người tu tiên huyết dịch về sau. Nếu như nói hắn có thể để cho hắn thủ hạ zombie cũng hút người tu tiên huyết dịch, vậy có phải hay không ý nghĩa bọn hắn cũng sẽ không chỉ là đơn thuần thị huyết quái vật. Kéo dài thêm một chút, hắn trực tiếp lây nhiễm người tu tiên, có thể trực tiếp thu được tan thiên người tu tiên có ý thức hay không? Nếu nghĩ xa hơn một chút, tàn thi tu tiên giả có ý thức có năng lực khống chế người bị lây nhiễm hay không. Hơn nữa hắn nhìn thấy hắn cắn bị thương tên tu tiên giả kia cũng không có biến thành tan thi, chỉ là tay trái ống tay áo là trống không, đây có phải hay không nói, tu tiên giả cũng không phải trăm phần trăm là có thể lây nhiễm thành công. Trong đầu Vương Thanh nảy ra rất nhiều ý nghĩ, những ý nghĩ này hắn hận không thể lập tức nghiệm chứng. Nếu như hắn nghĩ toàn bộ đều là sự thật, vậy hắn rốt cuộc không cần vì máu thịt phát sầu nữa đến lúc đó, liên tục không ngừng huyết thực sẽ tự động đưa đến trong miệng của hắn. Bất quá, tất cả phải chờ hắn tìm một chỗ ẩn nấp rồi nói sau. Chương 8 Lâm vào tuyệt cảnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Bay không biết bao lâu, trời tối Vương Thanh bay theo ánh sáng Vương Thanh đại khái đã biết rõ Những tu tiên tông môn kia đa số đều là thiết lập ở trên ngọn núi Đây là vì thể hiện tiên phạm khác biệt mà phàm nhân đèn đuốc thì mảng lớn trải đều ở trong thành trấn, hoặc là thư thất ở trên núi. Vương Thanh tận lực khống chế kình kình bay về phía thành trấn trên mặt đất, tránh bị những người tu tiên kia điều tra được. Vương Thanh đói bụng, dừng lại. Vương Thanh phát hiện một ánh đèn thê lương tiến vào. Một nam nhân trung niên mặt trường sam, đang thắp nến đọc sách. Người đàn ông này tên là Tiền Kim Thủy, mười mấy tuổi cha mẹ liền lần lượt chết bệnh mình phải dựa vào làm một ít việc nhà nông chậm rãi duy trì kế sinh nhai hắn đối với đọc sách thập phần khát vọng rất hy vọng thi đậu công danh cùng những đại nhân vật kia giống nhau tuy rằng ở tại nhà tranh nhưng hắn dựa vào một ít thu nhập ít ỏi hai mươi mấy năm để giành được không ít sách những quyển sách này cầm trong tay hắn liền luôn luôn đọc không có tiền mua giấy làm văn chương hắn tự có biện pháp ở trên cát có thể dùng cành cây viết chữ viết xong liền có thể lau đi như vậy ngược lại có thể rèn luyện trí nhớ của hắn tiền kim thủy đang chăm chú đọc sách đột nhiên nghe thấy một tiếng động liền đẩy cửa sổ ra ai nhìn một hồi cũng không có phát hiện có người nào liền đóng cửa sổ lại tiếp tục đọc sách trên cửa lại là một tiếng rầm vang lên tiền kim thủy bất đắc dĩ đứng lên đi tới cạnh cửa tiền kim thủy đột nhiên sinh ra một dự cảm không tốt ông thường nghe những câu chuyện ma quái trong lòng dân lên nỗi sợ hãi xem ra tối nay không nên đọc sách ta nên sớm nghỉ ngơi đi mang theo ảo tưởng đối với khủng bố tiền kim thủy đem chốt cửa nâng lên một nửa lại buông xuống xoay người hướng bên giường đi đến hắn không dám thổi tắt ngọn nến hắn sợ có chuyện không tốt phát sinh ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng thùng thùng hơn nửa hình như là có người đang cào cửa tiền kim thủy nhất thời cảm thấy da đầu tê dại hàng ý bò lên trong lòng hắn cảm thấy thân thể có chút rét ruông đối với động tĩnh ngoài cửa hắn căn bản không dám để ý tới sau khi gãi trong chốc lát rốt cục là dừng lại bên cửa sổ lại có động tĩnh một cái móng vuốt trực tiếp đem cửa sổ giấy cào rách tiền kim thủy phát ra tiếng kêu sợ hãi hắn vội vàng từ trong rương gỗ rách trong nhà lấy ra một thanh kiếm gỗ đào như lâm đại địch đối diện cửa sổ thanh âm quái dị khủng bố vang lên bên ngoài giống như là tiếng thì thầm của ác ma từ trong cổ họng nặng ra. Động tĩnh bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, toàn bộ cửa sổ đều bị chia rẽ. Mà tiền kim thủy, rốt cục đã thấy rõ người khởi xướng là bộ dáng gì. Kênh kênh. Con kênh kênh này, trong mắt xám trắng, mà tiếng thì thầm quỷ dị kia chính là từ trong miệng nó phát ra. Chẳng lẽ hôm nay mệnh ta tuyệt thế này? Tiền kim thủy hoảng sợ tới cực điểm, kênh kênh xuất hiện, thường thường là có người chết điềm báo. Cái miệng sắc bén và móng vuốt sắc bén của kền kền, vài cái đã gặm nát cửa sổ, thân hình khổng lồ chen vào trong phòng. Tiền kim thủy sợ hãi kêu lên một tiếng, vứt bỏ kiếm gỗ đào, liền chạy tới cạnh cửa. Mà trong nháy mắt mở cửa, một cái chỉ có nửa bên thân thể, phản phất tử thi một mắt quái nhân, mở miệng rộng, lộ ra mỉm cười. Hi hi! À, tiền kim thủy mở to hai mắt, thân thể lại ngã về phía sau. Chờ Vương Thanh tiến lên xem xét, người này đã tức tuyệt bỏ mình. Không ngờ bị hù chết. Vương Thanh cười ha ha, hắn tìm được dao phay trong bếp, mổ bụng tiền kim thủy, sau đó bắt đầu dùng cơm. Thì ra mùi vị của con người lại ngon như vậy. Cảm nhận được từng trận tê dại truyền đến từ vỏ não, Vương Thanh nhắm mắt lại, cẩn thận ngửi. Kênh kênh cùng nhau gặm ăn thân thể tiền kim thủy, phát ra tiếng kêu hưng phấn ngươi cũng cảm giác được đúng không? Vương Thanh nhìn bộ dáng kền kền, cười nói. Một đêm trôi qua, ngoại trừ phần ruột, Vương Thanh cũng không có sở thích ăn gạo. Lòng ngực, chân và các bộ phận khác đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Mà trải qua lúc này đây, Vương Thanh đối với những tiểu động vật kia đã không còn hứng thú. Trời sáng, kền kền tiếp tục bắt lấy Vương Thanh đi tới. Lúc này đây, Vương Thanh cảm giác đói khát bị lấp đầy, lại bay một ngày, dĩ nhiên không có một chút khác máu dục vọng hắn phóng tầm mắt nhìn lại nơi này phần lớn là ngọn núi thấp bé hẳn là không có tông môn gì hơn nữa nơi này phòng ốc thưa thớt vương thanh phát hiện nơi này có một cái hố trời liếc mắt một cái sâu không thấy đấy kênh kênh mang nó vào hố trời ở dưới đấy lại nối liền một cái huyệt động sau khi tiến vào trong đó phía trên một cái lỗ nhỏ một chùm ánh sáng liền xuyên vào ừ nơi này không tệ trước hết là ở đây vương thanh dừng lại để kềnh kềnh dọn dẹp sạch sẽ một ít tạp vật nơi này có thể coi là tối tăm không có ánh mặt trời nhưng vương thanh cũng không quan tâm hắn chỉ cần có máu thịt mới có thể ăn là tốt rồi huống chi hắn còn có thể mượn người bị nhiễm ánh mắt quan sát thế giới này chỉ bất quá hắn còn cần lại lây nhiễm một con mảnh cầm luân phiên khống chế mới được sửa sang lại chỗ ở Vương Thanh khống chế Kình Kình bay ra ngoài tìm kiếm chim săn mồi. Bên ngoài, thời tiết sáng sủa, Kình Kình dọc theo đỉnh núi tìm kiếm, không bao lâu, liền ở bên cạnh một hẻm núi, tìm được một ổ chim. Vương Thanh thật cao hứng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Tiểu nhân ở đây, chỉ cần ở bên cạnh chờ đợi, hẳn là sẽ xuất hiện đại. Hắn điều khiển Kình Kình bay qua bên kia. Đột nhiên, một bóng người khổng lồ bay ra. Con cự ưng này cùng cự ưng lúc trước đặc biệt bất đồng. Kích thước gần gấp 3 lần kích thước của kền kền, tương đương với kích thước của 4 hoặc 5 người lớn. Trên trán, một nhúm lông màu vàng dơ lên. Bên cạnh cánh lông vũ, cũng trải một tầng màu vàng. Ngay cả đầu miệng cũng có một tia kim sắc. Cái này hơi quá lớn, mục tiêu quá rõ ràng. Vương Thanh nhìn con đại bàng khổng lồ này, định buông tha. Nhưng ánh mắt cự ưng kia, gắt gao nhìn chầm chầm kền kền cánh hé ra, phát ra một tiếng rít nhọn. Trong nháy mắt, thân thể kền kền bạo liệt, hóa thành huyết vụ. Ý thức của Vương Thanh cũng trong nháy mắt đứt đoạn. Ta đi. Vương Thanh vẻ mặt khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không cảm ứng được kền kền. Điều này chỉ có thể nói rõ, kền kền hoàn toàn đã chết. Con ưng kia rõ ràng cái gì cũng không có làm, chỉ là há to miệng kêu một tiếng A. Vương Thanh đột nhiên nghĩ đến cự mãn bay trên trời kia chẳng lẽ cự ưng cùng cự mãn này đều là loại yêu thú có thể tu hành vương thanh lúc này mới ý thức được mình đối với mảnh thế giới này hiểu biết quá ít hôm nay hố rất sâu mà góc trẻ chỉ có một cái hang động nhỏ chính là hắn hiện tại chỗ ở sau khi đói bụng hai ngày vương thanh đã đói không chịu nổi nơi này không nhìn thấy chuột chỉ có dơi nhưng hắn một con dơi cũng không bắt được ta quá ngu ngốc làm việc còn nhìn trước ngó sau suy nghĩ nhiều như vậy dẫn đến hiện tại lâm vào tuyệt cảnh lần này chơi xong rồi một người bị nhiễm bệnh cũng không có tôi đã tự nhốt mình trong cái lòng này sớm biết trên đường tới đây đã lây nhiễm mấy con động vật mặc kệ hắn có khống chế được hay không lúc trước hắn sợ người bị nhiễm không khống chế được sẽ ô nhiễm huyết thực của hắn liền cực lực khống chế hắn duy trì hai người bị lây nhiễm luân phiên khống chế cho rằng chỉ cần không cùng người tu tiên đối kháng sẽ không xảy ra vấn đề Vương Thanh hiện tại cực kỳ hối hận. Chương 9 Ta gọi Vương Thanh, rất hân hạnh được biết ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vương Thanh tức giận nhặt tảng đá trên mặt đất lên, muốn đánh chết một hai con dơi. Nhưng hắn bị thị huyết xúc động ảnh hưởng, cả người run rẩy, căn bản không có biện pháp nhắm, thậm chí có chút kiệt sức. Con dơi bị quấy nhiễu, rậm rạp ma ma cất cánh, nhưng không có một con nào có thể tiến vào trong miệng Vương Thanh ta thật sự là quá ngu ngốc tự cho là mình rất thông minh đói thêm ba ngày nữa vương thanh vô số lần mắng chính mình hắn đã đói đến không chịu nổi cứ tiếp tục như vậy thật sự phải chết đói ở chỗ này a à. hắn gặp qua đói đến hư thoát zombie trên mặt đất cùng một cái giòi đồng dạng bò sát mà chính hắn hiện tại cùng giòi lại có cái gì phân biệt đang lúc hắn vô cùng ảo não hắn cảm ứng được mình đột nhiên có thêm sáu điểm sáng hắn vội vàng tiến vào một góc nhìn anh thử cắt góc nhìn phát hiện sáu góc nhìn này toàn bộ đều là động vật nhỏ bị nhốt trong lồng sắt vương thanh thất vọng rút lui lại đi qua không biết bao lâu vương thanh lại cảm ứng được một cái cực nhạt góc nhìn hắn thử tiến vào nhưng trước mắt chứng kiến đều là mơ hồ một mảnh lúc này ngọc sở phong đang ngồi thiền mắt đột nhiên mở ra là vị lão tổ nào đang nhìn trọng ta Ngọc Sở Phong cảm nhận được một loại cảm giác nhìn trộm như hình với bóng. Chẳng lẽ bởi vì ta nhiễm thi độc, cho nên sư tổ đối với ta không yên lòng, cho nên nhìn trộm ta sao? Ngọc Sở Phong bắt đầu miên man suy nghĩ, tâm liền không bình tĩnh. Ngồi xuống không có trạng thái, hắn liền đi ra khỏi động phủ. Nhìn bên vách núi, lại nghĩ tới cổ thi quái kia. Tất cả đều là ngươi hại ta đến tận đây. Ngọc Sở Phong kiếm chém hư không, phát tiết phẫn nộ cánh tay trái trống rỗng mấy ngày nay thanh vân lão tổ hạ lệnh các đệ tử tận lực không nên ra ngoài miễn cho gặp phải thi quái lây nhiễm thi độc tin tức hắn bị thi độc nhiễm trùng cũng lan truyền nhanh chóng sư huynh đệ ngày thường giao hảo với hắn đối với hắn có chút thân thiết đến động phủ của hắn đến đây xem xét nhưng cũng có một số người trời sinh cay nghiệt lại nói nếu không phải hắn để thi quái bị cự ưng tha đi cũng sẽ không phát sinh chuyện sau đó Hiện tại thi quái kia có còn vị họa nhân gian hay không, cũng không biết. Những lời này, hắn đều làm như không nghe thấy. Điều khiến hắn đau lòng nhất chính là thái độ của sư mùi Lý Uyển Nhi đối với hắn. Từ nhiệt tình trước kia, biến thành nhạt nhẽo. Ngọc Sở Phong ở phàm giới gia tộc, cũng coi như cái hào môn. Tài phú dân gian ở trước mặt người tu tiên cũng không tính là gì. Hắn mặc dù ở Ngọc Gia là cẩm yên Ngọc Thực, nhưng tu tiên chú ý chính là thực lực vi tôn ai mạnh thì được tôn trọng nhiều hơn. Bởi vậy, mặc dù trong nhà hắn tài phú rất nhiều, sau khi tiến vào tông môn, cũng phải cùng những hài tử xuất thân nghèo khổ ở chung một chỗ, ăn thức ăn giống nhau. Hắn tu hành 82 năm, Ngọc Gia trải qua nhiều đời đã bắt đầu xuất hiện suy bại. Có người ba 40 năm là có thể trúc cơ, mà hắn tu luyện tám mươi mấy năm mới đến luyện khí. Ngọc Sở Phong mới vào tông môn hăng hái, sau khi cảm nhận được sự tàn khốc của hiện thực, cũng trở nên nội liễm. Chỉ có nhìn thấy sư mùi Lý Uyển Nhi, tình cảm của hắn mới có thể thoáng dao động. Lý Uyển Nhi lớn lên rất xinh đẹp, lúc mới vào tông môn, thường xuyên thỉnh giáo hắn. Hù xin, lẫn nhau, với nhau. Loại chuyện này, tông môn đều là mắt nhắm mắt mở. Nhưng từ hai năm trước Lý Uyển Nhi tiến vào luyện khí tầng 6, nàng đối với hắn liền bắt đầu lãnh đạm. Ngọc Sở Phong tự nhiên là rất dễ dàng nhận thấy được nàng chuyển biến, bởi vậy hắn càng thêm khắc khổ tu luyện, rốt cục cũng tiến vào luyện khí tầng 6. Sau khi tiến vào luyện khí tầng 6, thái độ của Lý Uyển Nhi đối với hắn lại tốt hơn một chút, điều này làm cho trong lòng Ngọc Sở Phong dễ chịu không ít. Nhưng hiện tại, cánh tay trái của hắn bị chém, Lý Uyển Nhi đối với hắn đã là người lạ. Ngày hôm trước gặp nàng, nàng lại giống như không nhìn thấy trực tiếp đi qua bên cạnh hắn. Hắn rốt cục thấy rõ bộ mặt thật của Lý Uyển Nhi trước kia gia đình hắn còn chưa suy bại, một ít vật phẩm tư nhân đeo trên người đều là vật quý báu. Lý Uyển Nhi xuất thân từ gia đình nghèo khổ, nhìn thấy công tử ca này, chỉ cảm thấy trèo cao. Bây giờ đều tu hành nhiều năm như vậy, trên cơ bản là chặt đứt liên hệ trong hồng trần, nàng còn tu hành nhanh hơn hắn, liền chướng mắt hắn. Ngọc Sở Phong ngay từ đầu là oán giận thi quái, sau đó ngay cả Lý Uyển Nhi cũng hận. Hư không trảm kiếm một hồi sau, hắn thu kiếm lại, về tới trong đồng phủ, ngồi ở bên giường, ngọc sở phong lại móc ra một khối ngọc bội, đó là ngọc bội đính ước lý uyển nhi tặng hắn. nghĩ đến bộ dáng tuyệt tình của lý uyển nhi, nước mắt không tự chủ chảy xuống. trước kia nàng không phải như vậy. uyển nhi, tại sao phải đối xử với ta như vậy? hắn đối với ngọc bội khóc lóc kể lễ, không bao lâu, hắn đứng lên, đem ngọc bội hung hăng ném trên mặt đất, ngọc bội liền bị ngã thành mấy khối không nghĩ tới người này lại là một loại si tình đấy lòng đột nhiên vang lên một thanh âm trong thanh âm kia mang theo một tia trêu tức ai ngọc sở phong quá sợ hãi thanh âm kia không phải từ bên ngoài truyền đến dĩ nhiên giống như từ sâu trong linh hồn hắn phát ra ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện trong giọng nói bên kia lại mang theo một tia vui sướng nói nhảm màu nói ngươi là ai ta đây nhắc nhở một chút có người bị ngươi đánh gãy nửa bên thân thể ngươi là thi quái kia đúng rồi sao ngươi lại ở trong thân thể ta ta không phải đã thanh trừ thi độc rồi sao vậy ngươi có thể hiểu lầm cái gì thi độc trên người ngươi vẫn còn ngọc sở phong nghe vậy cả kinh hắn cởi quần áo ra hắn kinh hãi phát hiện cánh tay vốn đã kết vẫy lại có dấu hiệu thối rửa nhưng lúc này đây hắn còn có thể chém bộ phận nào Ngọc Sở Phong phát điên, Vương Thanh thu hồi ý thức, cười ha ha. Thiên vô tuyệt nhân chi lộ a, à. hắn cũng không biết vì cái gì cảm ứng được Ngọc Sở Phong mơ hồ gốc nhìn, người này mắng chửi đỉnh đạt, một hồi khóc một hồi mắng, liền cảm thán một chút, không nghĩ tới hắn vậy mà còn có thể nghe được. Hắn vốn không xác định là Ngọc Sở Phong, bởi vì góc nhìn vẫn không thấy rõ lắm, nhưng là thông qua hỏi thăm, hắn liền xác định lúc trước không cảm ứng được. Mà lần này cảm ứng được, chỉ có thể nói rõ, Ngọc Sở Phong trên người thi độc có lan tràn dấu hiệu. Vương Thanh ở gà rừng, thỏ rừng trên người làm kiểm tra thời điểm, cũng phát hiện qua giống nhau tình huống, đều là từ mơ hồ đến rõ ràng. Chỉ cần đợi đến khi người này biến thành tang thi, như vậy hắn sẽ được cứu. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tiếng cười dừng lại. Ngọc Sở Phong bây giờ hẳn là còn ở tông môn, vạn nhất biến thành zombie, hắn còn có thể đi ra sao? Không được, ta phải lừa hắn ra ngoài. Hắn vội vàng tiến vào góc nhìn của Ngọc Sở Phong. Ngươi tên là gì? Đồ quái vật, tại sao ta phải nói với ngươi? Ngươi nhiễm thi độc của ta, không bao lâu nữa sẽ biến thành ta ngày đó ngươi nhìn thấy. Ông trời. Ngọc Sở Phong hít một hơi khí lạnh, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Không cần hoảng hốt, hiện tại toàn thế giới chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Những lời này cho Ngọc Sở Phong hy vọng. Lời này là thật sao? Ta lừa ngươi làm gì? Trước tiên nói cho ta biết ngươi tên gì? Ta tên là Ngọc Sở Phong. Ta là Vương Thanh, rất vui được biết ngươi. Chương 10. Đi cắn a, à, đi nuốt a, à, đi cùng hoang a. À? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tại sao anh lại cứu tôi? Bởi vì ta hiện tại bị vây khốn, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta ngươi nếu là giúp ta ta có thể giúp ngươi giải thi độc hiện tại việc cấp bách của ngươi chính là từ tông môn của ngươi nhanh chóng đi ra cùng ta hội hợp nếu như không mau đi ra cả người ngươi sẽ càng ngày càng nóng nảy đến lúc đó các sư phụ của ngươi nếu như nhìn ra ngươi liền thảm rồi vương thanh nói đúng là sự thật đây cũng chính là điều hắn lo lắng tốt ta lập tức đi ra tìm ngươi ngọc sở phong hiểu rõ thủ đoạn lôi đình của sư tôn lão tổ mặt khác ta còn cảm ứng được vài cái đã thi biến động vật nhốt ở trong lòng chuyện gì xảy ra hẳn là lão tổ hàm ninh của bách thảo viên đang nghiên cứu thi độc thì ra là thế vậy đừng trì hoãn ngươi mau ra ngoài đi ngọc sở phong vội vàng đi ra khỏi động phủ đi tới chỗ tử kỳ chân nhân thông báo hắn cho lý do là cánh tay bị chém đạo tâm bất ổn muốn đi ra ngoài du lịch một phen tử kỳ chân nhân nghe xong nói sở phong thi quái còn chưa tìm được, ta cho rằng ngươi vẫn là không nên ra ngoài tương đối tốt, Ngọc Sở Phong nói. Sư Tôn, ngài có điều không biết, hiện tại đã có rất nhiều sư huynh đệ đang nghị luận đệ tử, nói thi độc này đều là ta mang đến. Ta muốn đi ra ngoài, cũng là mượn cơ hội này giải sau. Tử kỳ chân nhân cũng không hỏi thêm. Nếu đã như vậy, ngươi cẩn thận một chút là được. Ngọc Sở Phong liền từ trong tông môn đi ra. Tôi nên đi đâu đây? lần trước các ngươi cưỡi một con mãng xà đến nhà gỗ kia từ bên kia còn muốn tới được ngọc sở phong liền đi về phía hắn nói rất nhanh đã tới căn nhà gỗ kia ngọc sở phong lại không biết tông môn hàm ninh lão tổ cùng thanh vân lão tổ vẫn đi theo hắn ngũ hàm ninh kim đang kỳ ba tầng nguyễn thanh vân kỳ kim đang chín tầng bọn họ cho dù trực tiếp đi ở phía sau ngọc sở phong muốn ẩn giấu ngọc sở phong cũng không phát hiện được ngũ hàm ninh nói thi độc kia quả nhiên có chỗ cổ quái nếu không ngọc sở phong làm sao lại đi tới nơi các ngươi đã tới trước đây có lẽ thi quái kia đang mượn thi độc âm thầm ảnh hưởng hắn nguyễn thanh vân nói hàm ninh chiêu này của ngươi cũng thật ác a à. thiệt thòi ngọc sở phong không có bối cảnh gì nếu không biết ngươi hạ độc trong thức ăn của hắn không tìm ngươi phiền toái không được ngũ hàm ninh nói ác thi độc này không có thuốc giải vạn nhất trúc cơ đệ tử cũng trúng độc ta và ngươi trúng độc, đến lúc đó làm sao bây giờ? Tông môn đều có thể bị diệt, hy sinh một tư chất trung phẩm hẳn là không sao cả. Hơn nữa, chỉ là một lượng thi độc nhỏ, còn Trung Hòa rất nhiều linh dịch. Chờ ta nghiên cứu ra giải dược để cho hắn uống vào, liền giống như không có việc gì. Nguyễn Thanh Vân nói, tốt nhất là ngươi nói như vậy, kế tiếp ngươi không cần theo, ngươi tiếp tục ở tông môn nghiên cứu chế tạo giải dược, ta theo sau là được ngũ hàm ninh gật đầu liền đi về phía thiên khải tông vương thanh miêu tả vị trí của hắn với ngọc sở phong nhưng bởi vì xúc động khát máu khiến vương thanh cực kỳ khó nhẫn nại thỉnh thoảng sẽ gián đoạn ý thức vương thanh mơ hồ bản đồ vốn đã thành hình chậm rãi biến thành mảnh nhỏ hai ngày trôi qua ngọc sở phong vẫn không tìm được chỗ ở của vương thanh làn da trên người hắn xuất hiện đốm xám chỗ cánh tay gãy thối rửa cũng đang tăng thêm tâm tình hắn lúc này cực kỳ dày vò hắn không muốn biến thành vương thanh như vậy nhưng hắn lại luyến tiếc cái mạng kia của hắn đói vương thanh đã hoàn toàn không có cách nào liên lạc với ngọc sở phong hắn cũng không ngờ phản ứng của mình lại nghiêm trọng như vậy ta vẫn là chết đi dục vọng khát máu của vương thanh không được thỏa mãn một mảnh tuyệt vọng bên ngoài hố trời đột nhiên xuất hiện tiếng động một tiếng rít chói tai cắt ngang bầu trời truyền vào trong tai Vương Thanh. Trong đầu Vương Thanh, không biết như thế nào được, hiện ra một con cự ưng. Chẳng lẽ là con kim mau cự ưng kia? Hắn đoán không sai, bên ngoài hố trời, kim mau cự ưng cùng một cái hoa ban cự mãn cuốn lấy nhau. Kim mau cự ưng không ngừng dùng sóng âm của nó công kích, mà cự mãn thì đem hết toàn lực cuốn lấy móng vuốt kim mau cự ưng, trong miệng, lại phun ra hỏa diễm màu xanh. Lông chim kim mau cự ưng bốc cháy, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân thể kim mau cự ưng rung lên, hỏa diễm liền ngừng lại. Hai người chiến đấu thật lâu, rốt cục, hoa ban cự mãn có chút chống đỡ không được, kim mau cự ưng lại bắt lấy cơ hội, một tiếng rít nhọn, cự mãn bị chấn hôn mê. Vốn còn cuốn quanh kim mau cự ưng móng vuốt, bị kim mau cự ưng vung lên, thân thể liền rơi xuống, trực tiếp rơi vào trong hố trời. Kim mau cự ưng tự hồ không ngờ tới, nó vội vàng vương trảo đi bắt, nhưng tốc độ rơi xuống của cự mãn rất nhanh. Thân thể nó lại quá mức khổng lồ, cửa vào hố trời này, ở trước mặt nó, đều nhỏ đi một vòng. Kim mau cự ưng nhìn chầm chầm cửa động thật lâu, cuối cùng vẫn mang theo ánh mắt không cam lòng rời đi. Cự mãn hoa ban tiến vào trong hố trời, hôn mê một hồi lâu, từ từ tỉnh lại, một ngụm thanh diễm phun ra, chiếu sáng một mảnh. Những con dơi treo trên vách đá bị đốt cháy, chúng đập lung tung cự mãn đốm hoa nhìn thấy vương thanh trong con người của nó lóe ra khát vọng vương thanh cũng thấy được hoa ban cự mãn trên người nó mùi máu tươi bay vào vương thanh mũi dục vọng cắn nuốt trong đầu thúc đẩy hướng về phía cự mãn hoa ban bò đi con trăng đốm hoa cũng ám ảnh nó vương thanh muốn bắt lấy nó nhưng cự mãn hoa ban một ngụm liền nuốt nó nhưng khoảnh khắc nuốt vào cự mãn hoa ban đã nhổ vương thanh ra cũng phát ra nôn khang nhưng mà vương thanh toàn thân trên dưới, tất cả đều là zombie virus, hoa ban cự mãn cùng kim mau cự ưng chiến đấu, trong miệng có rất nhiều miệng vết thương. Virus xâm nhập vào nó một cách tự nhiên. Không bao lâu, vương thanh cảm ứng được hắn lại có thêm một góc nhìn. Con mãn xà đống hoa này, con ngươi thành màu xám trắng, nó trở thành nô bộc tan thi của vương thanh. Tốt. Tốt. Tốt quá. Mau kiếm cho ta mấy con dơi vương thanh cuồng tiếu hoa ban cự mãn tiếp thu được mệnh lệnh há to một cái ngọn lửa màu xanh phun ra lại thiêu đốt đến một mảnh dơi có một ít dơi nửa bên thân thể bị thiêu hủy rơi xuống vương thanh nhìn thấy dơi rơi xuống vội vã cầm dơi lên gặm đối với những con dơi đã nướng chín kia hắn một chút hứng thú cũng không có chỉ chọn những con có máu còn đang dãy dùa. cứ như vậy hút mười mấy con dơi vương thanh mới cảm giác không có khó chịu như vậy điểm ấy còn chưa đủ nhét kẻ răng. Vương Thanh liếm liếm máu trên môi, hắn ra lệnh cho cự mãn hoa ban dùng đuôi đánh xuống mấy con dơi. Vương Thanh để cự mãn đem những con dơi này cắn bị thương, chính mình cũng đem miệng vết thương liếm một lần, da tóc chúng nó thi hóa. Vật nhỏ lây nhiễm nhanh, rất nhanh, Vương Thanh đã có thêm vài góc nhìn mới. Vương Thanh không cố ý khống chế zombie dơi, vật nhỏ bay ra khỏi hang động, bắt đầu bay ra ngoài. Zombie dơi ở trên đường gặp được đồng bạn của mình, há miệng liền cắn, không bao lâu, Vương Thanh lại cảm ứng được nhiều hơn 10 cái góc nhìn. Vương Thanh lúc này đây, cũng không có ý định khống chế nữa. Đi cắn đi, đi nuốt đi, đi cùng hoang đi. Tiểu đội dơi, bay ra ngoài, chỉ cần đụng phải vật sống là cắn. Nửa ngày qua đi, nơi này một mảnh người, nuôi da cầm, heo, trâu, dê, toàn bộ biến thành tan thi.